already painted the picture, and now we can live it. Join. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu ESL One Road to Rio vòng loại khu vực EU. Và trận thi đấu ngày đầu tiên ngày hôm nay là trận thi đấu giữa các thành viên bên phía Mousesport và Movistar Rider. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến ngay với game thi đấu đầu tiên. Map thi đấu của chúng ta sẽ là map thi đấu Inferno, map pick của các thành viên bên phía team Movistar Rider. Và đương nhiên rồi, Mousesport sẽ là người lựa chọn xuất phát bên phía CDSide trước. Vâng, và đây sẽ là trận đấu mở màn của Mousesport cũng như là Movistar Rider tại bảng B khu vực châu Âu. Tất nhiên là team nào ra quân thì cũng sẽ muốn có một chiến thắng mang về cho riêng mình mà thôi. Và trong round thi đấu này thì Movistar Rider đang có một quyết định, đó là đẩy hai người lên chiếm lầu. Đối đầu với họ cũng là ba người của bên phía Mousesport. Idol đang có trong mình một cổ P250 bắt đi vị trí của Osix rồi. Bây giờ thì Chris Day đổi mạng của Steel là rất nhanh. Idol cần phải sủi về để hỗ trợ những người đồng đội của mình. Movistar Rider đang có xu hướng muốn di chuyển vào khu vực bossy B. Giờ thì bên phía team Mousesport có một smoke được trả ra rồi, nhưng Frozen bắn quá tốt. Double kill dành cho vị trí của Frozen. C4 đã rơi và hãy nhìn vào cái vị trí của Chris J đi. Lộ làm thế nào có thể clear được vị trí của Chris J đây. Kyrigan hạ gục đi được Mouseport. Và rồi thì Chris J vẫn bị hạ gục. Nhưng chắc chắn Lộ sẽ có cái chết sớm thôi. 1-0 dành cho các thành viên của bên phía team Mouseport. Rất đơn giản mà thôi. Khi mà đội hình của Movistar Rider họ đã thất thế hoàn toàn trước bên phía của Mouseport. Trong cái round thiếu thứ hai này thì Frozen Kyrigan đã lên cho mình những khẩu SMG. Còn bên phía Movistar với việc họ không đặt được bom thì họ sẽ không thể force buy được trong round thi đấu này. Đội hình của Movistar Rider thì tính ra đây là cái giải thi đấu đầu tiên thuộc gọi là tầm top tier họ được tham gia. Movistar Rider là một team CSGO đến từ khu vực Tây Ban Nha. Ngày xưa thì Tây Ban Nha cũng không có quá nhiều những cái tên nổi trội. Nói đúng hơn thì không có một team Tây Ban Nha là quá nổi. Chỉ có hai cái tên duy nhất mà anh thấy nổi bật thôi. Một là Mixwell, hai là Lowo. Lowo ngày xưa cũng có một khoảng thời gian thi đấu cho Mousesport. Và đấy là khoảng thời gian mà anh thấy ra Lowo bạn rất là tốt. Tuy nhiên đội hình Mousesport khi đó thì họ không có tiền phong độ ổn và Lowo cũng không ở trong Mousesport quá là lâu. Trong đó Mixwell thì bạn biết rằng cái số phận của anh cũng rất là lận đận rồi. Nói chung là cái nền CSGO của Tây Ban Nha thì nó chưa bao giờ nổi bật lên hẳn so với những cái nền CSGO khác như kiểu là Đan Mạch hay là kiểu là Thụy Điển ấy, hay là kiểu khu vực Ukraine, Nga các thứ. Rồi đúng là như vậy. Bây giờ thì Steel đang muốn chạm trán với Mousesport ở khu vực Boiler. Kyrigan đang có cho mình một quả smoke. Bây giờ là Kyrigan đang có muốn solo khu vực chuối ư? Như vậy sẽ khá là nguy hiểm khi đối đầu với anh đang là ba người của bên phía Movistar. Nhưng mà rất may là trên người Movistar chỉ là những khẩu Glock mà thôi. Double kill dành cho Kyrigan rất là đơn giản. Nhưng mà anh ta cũng chỉ còn đó là 10 máu mà thôi. Lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về Mousesport. Đây là một round thi đấu Mousesport lên cho mình đến tận 5 khẩu MP9. Với cái lối lên súng này thì round thi đấu tiếp theo không biết rằng Mousesport có đổi sang một vài khẩu M4 hay không đây. Hai mạng rất dễ dàng thôi, rất cà kiếm dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Với lượng tiền này thì có thể lên nhiều nhất là 3 khẩu M4 dành cho các thành viên của bên phía team Mouse. Tính ra thì Mouse khoảng thời gian gần đây phong độ của họ cũng rất là tốt, đặc biệt là vị trí của hai player trẻ Rops cũng như là Frozen. Nói về Rops thì có lẽ tuổi đời của anh thì trẻ, nhưng cái tuổi trong sự nghiệp của CSGO khá là lâu rồi. Rops vào được đội hình của Mousesport cũng phải hơn 2 năm đúng không? Hơn 2 năm. Đúng rồi, từ khi Rops được phát hiện từ FPL như là một tài năng trẻ. Nhưng bây giờ thì Rops đã 20 tuổi rồi và đang cũng là trong độ chín của sự nghiệp cùng với anh đó là Wosik. Và một tài năng trẻ nữa đó là Frozen. Bây giờ thì Frozen có trên cái đầu của Steel. Kyrigan móc máy khu vực mid thành công. Chris Jay cũng hết cho được một post. Esther đổi bảo Kyrigan. Tình huống đang là 4v2 dành cho Mousesport. Những khẩu AK để thua hoàn toàn trước những khẩu MP9 ư. Không thể tin được khi Wosik vừa tiếp tục bắt được Esther. Chỉ còn một mình Alex mà thôi. Cũng nằm xuống dưới tay của Rope. Và đây là một round thi đấu Team Ace đến từ Mousesport khi mỗi người có cho mình một mạng 5 khẩu SMG đấu với 5 khẩu AK. 4 khẩu AK được nhặt lại. Rất hời đến từ các thành viên của bên phía team Mousesport. Thật ra thì nhìn qua về cái trận thi đấu ngày hôm nay, chúng ta đều biết rằng nó nghiêng hẳn về các thành viên bên phía Mousesport rồi. Movistar Rider thì cái giải thi đấu lớn duy nhất mà anh nhớ có sự góp mặt của cái tên này đó chính là giải thi đấu một giải thi đấu Blast nào đó được tổ chức trên đất Bồ Đào Nha, nếu anh nhớ không nhầm. Đấy là giải thi đấu mà trận thi đấu đầu tiên là một trận play-in của Movistar Rider với cả Giant. Đấy, hai team đấy. Và thật sự thì Movistar Rider cũng không phải là một team quá mạnh nếu như xét về tầm các top team bây giờ. Tuy nhiên ở tầm tier 2, tier 3 thì Movistar Rider cũng có thể gây được một vài bất ngờ. Dù sao thì họ cũng có những cái tên kiểu là Steel này, một player đến từ Brazil. Player mà chúng ta cũng đều được biết rồi, một in-game leader khá là nổi tiếng của khu vực Brazil. Và Steel là chúng ta, một số bạn để ý thì Steel đã về nhì ở giải Major PGL Krakow 2017 dưới màu áo của Immortal. Bây giờ chúng ta cũng quay trở lại với diễn biến của round thi đấu thứ tư. Round thi đấu bên phía Movistar họ gần như là eco trắng hoàn toàn. Quýt dây có những đầu của Steel, double kill dành cho Quýt dây rất đơn giản mà thôi. Và Wosik cũng có mặt trong cái bữa tiệc hốt eco này. 4-0 dành cho Mousesport cực kỳ chóng vánh mà thôi.
rất nhanh chóng. Vâng, 4 round thi đấu đầu tiên cực kỳ shutdown dành cho các thành viên của bên phía team Mouse. Trong khi đó thì đây có vẻ là round thi đấu mà các thành viên của bên phía team, cái round mà 5 SMG đúng không? Đúng rồi, 5 SMG họ gây áp lực ở chuối, họ đẩy cả mid. Và phía Movistar thì có vẻ như họ bị bất ngờ, dù là trên tay có những khẩu AK đấy. Thật ra thì đấy là cái tactic mà anh thấy rằng các top team rất là nhiều, đặc biệt là trong round thi đấu kiểu cái round thi đấu thứ 3 này, khi mà bên bản thứ 3 còn bên phía đối phương nhiều được SMG thì thường họ sẽ rất hay đẩy khu vực mid và cả chuối để tạo áp lực ra khu vực team A. Tuy nhiên là Movistar có vẻ như chuẩn bị không tốt trong cái tình huống vừa rồi. Và tiếp tục một lần nữa bên phía Movistar lại mất người từ sớm rồi, và mạng là dành cho cái tên Warsick. Thôi xong rồi, bây giờ cống cho bên phía Mousesport 3 khẩu, 4 khẩu AK-47 như thế này thì lối đi nào dành cho Movistar đây? Một post vừa bắt được Frozen ở khu vực chuối, có vẻ như là tiểu ứng nhảy trách hơi hớ anh thì phải. Nhưng ở khu vực ách vẫn còn Warsick bị hạ gục ngay bởi Steel. Và mồm là cực kỳ nhanh, và bây giờ tình huống đang là 4v3 dành cho Movistar. Liệu những người Tây Ban Nha có tận dụng được cái tình huống này hay không? Quick J đã clear được khu vực mid rồi. Nhưng chắc chắn là Easter đã biết được gì không? Không biết vị trí của Quick J. Như vậy là tình huống được đưa về là 3v3. Quick J không biết được vị trí của Steel rồi, và ngay lập tức thì anh phải nằm xuống. Và bây giờ thì chỉ còn lại cái tên Rops dưới pit thôi. Liệu Rops có thể tỏa sáng được hay không đây? 1v3 ở dưới khu vực midi pit. Các thành viên bên phía team Movistar chắc chắn sẽ check kỹ lại khu vực này, và rồi Rops bị phát hiện rồi. Rops đánh trúng vòng đầu của đối phương. Nhưng đó là một pha xử lý có nói rằng rất bình tĩnh đến 3 player của bên phía Movistar. Không có cơ hội dành cho Kerrigan, và đây sẽ là round đầu tiên dành cho Movistar Rider trên chính cái map pick của mình. 1-4. Chúng ta đều biết rằng Mousesport hiện tại đang là đương kim Á quân của giải thi đấu ESL Pro League Season 11 EU. Năm trận gần nhất thì Mousesport họ để thua 3, nhưng mà em không nghĩ đấy là vấn đề quá lớn khi họ chỉ để thua Fnatic trong trận chung kết với tỷ số 2-3 rất là sát sao. Một trận chung kết phải gọi là kinh điển. Em nghĩ đấy sẽ là một trong 3 trận đấu hay nhất của nửa đầu năm 2020. Và đội hình của Mousesport thì có hai cái tên đang trong đội chín của sự nghiệp, đó là Warsick cũng như là Ropes. Thời gian gần đây thì em xem stream của Warsick rất nhiều, bắn FPL thì Warsick phải gọi là cực kỳ vào tay, bắn kinh phết. Mà mấy hôm trước Warsick solo aim với cả Nico, thắng Nico 2-0. Ta mới hiểu là skill của Warsick là tốt đến như thế nào. Đến cái tầm pro player thì cái skill nó cũng ngang thôi, chủ yếu ăn nhau với cái chiến thuật cũng như là teamwork. Phải chứ là hẳn lên thì kiểu là simple. Nico không phải là player tay quá là bé, xét về cái tầm tay thì Nico cũng thuộc hàng top của thế giới, có lẽ cũng phải trong tầm top 5. Tuy nhiên thì dạo này anh thấy Warsick hay stream game WZ lắm mà, đúng không? WZ, quá zone á. Đúng rồi. Warsick thì dạo này chơi nhiều nhưng mà bắn CS thì vẫn kinh. Nhưng mà Nico thì em không nghĩ là Nico là top 5 MR của CSGO, cho em nghĩ Nico phải top 2. Bây giờ quay trở lại với round thi đấu thứ 6, Easter vừa bắt được Warsick rồi. Một tiếng run boost không thành công đến từ Mousesport. Ý tưởng là hay nhưng thực hiện thì lại không được như vậy. Grid J đang muốn tò mò sau quả smoke này, đối đầu với anh đang là Steel. Nhìn thấy cái nòng súng rồi, Grid J headshot ngay với chiều Steel, rất đơn giản là rồi. Tỷ số, đúng hơn là lượng người được đưa về là 4v4. Pha di chuyển khá là tự tin đến từ vị trí của Steel. Và bây giờ thì bên phía team Mousesport, hai người giữ lại ở dưới khu vực City. Có vẻ như họ đang muốn về luôn khu vực bom site B. 3B bắt bài những khoảng thời gian đầu tiên của round thi đấu này. Trong khi đó cái tên Ropes lại một lần nữa bị bỏ lại ở khu vực bom site A rồi. Có nhưng vẻ các thành viên của bên phía Movistar Rider lại đang muốn về B cơ. Sẽ là một tình huống choảng nhau của khu vực bom site B này. Ba người của bên phía Mousesport đẩy ra đến từ Quick J tạm thời clear được khu vực đầu chuối. Nhưng Movistar có vẻ như là họ sẽ không muốn đổi ý định đánh B đâu, khi mà cả 4 người đang tụ tập ở khu vực Banana rồi. Nhưng bên phía Mousesport sau một khoảng thời gian stack 3B thì giờ họ lại để một binh vị trí Chris J solo. Liệu đây có phải là quyết định sai lầm hay không, khi mà Chris J trên tay đang là một khẩu M4S không có smoke, có đúng một quả flash mà thôi. Giờ những tín hiệu tràn vào khu vực CB đã được đẩy ra với những quả smoke. Chris J trong khu vực quát một mình chống Mafia. Chris J chết chay rồi, và đó là bom CB thuộc quyền cửa sát của bên phía Movistar. Chắc chắn Mousesport sẽ toàn cầu này thôi. Tuy nhiên quyết định là retake hay là sẽ súng đây. Vẻ như vị trí của Frozen vẫn đang rất muốn bắt súng trong tình huống này. Tuy nhiên cơ hội gần như là không có, nên đi xếp súng thì hơn. Đang thi đấu cái round thắng của Mousesport thì luôn luôn giữ được rất nhiều súng, luôn luôn toàn là shutdown đối phương thôi. Cho nên là tiền của bên phía team Mousesport hiện tại vẫn đang còn rất là đầy đủ. Họ sẽ có thể full buy một cách cực kỳ đầy đủ trong round thi đấu tiếp theo. Còn bên phía Movistar em để ý là họ thắng 2 round liền rồi đúng không? Nhưng mà lượng tiền của họ đang là không nhiều. Nếu mà để thua thêm 1-2 kill round nữa thì Mousesport hoàn toàn có thể đẩy Movistar phải eco. Thế thì với lượng súng ống như này thì bên phía Mousesport họ hoàn toàn có thể lên được AWP cho round thi đấu tiếp theo mà thôi. Music. 2 player có sen chuột
có lẽ thuộc cao nhất thế giới thời điểm hiện tại, cùng với Simple. Thật sự khả năng bắn ốp của Wessic cũng không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên Wessic cũng là một player có thể nói rằng có cái tính đột biến khá là cao. Nhưng mà những cái player đột biến thì thường lúc họ bắn thọt thì họ sẽ bắn rất là thọt. Lúc họ bắn bay thì họ cũng sẽ bắn rất là bay. Người ổn định nhất của bên phía Mousebot bây giờ có lẽ vẫn phải nói đến cái tên Ropes thôi. Ropes luôn luôn là một player mà tất cả có thể tin tưởng vào được. Thật ra thì Ropes là một player rất là chăm chỉ. Chúng ta đều biết được cái tính cách của Ropes rồi. Kể cả Ropes bây giờ vẫn đi học các thứ nhưng mà anh vẫn hoàn thành được việc học song song việc thi đấu nữa. Ropes là một player có thể nói rằng có phong cách bắn cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Và một lần nữa thì bên phía team Movistar Rider lại có cho mình một tiểu first pick rồi. Lợi thế hơn người ban đầu. Và giờ thì vẫn còn khẩu ốp của Wessic ở đây. Nhưng liệu các thành viên của bên phía team Movistar Rider có trả flash ra hay không? Vâng, và bây giờ thì có vẻ bắt đầu ném đồ ra rồi. Wessic vẫn kịp có cho mình một mạng. Tuy nhiên bên phía team Movistar Rider bao vây vị trí Wessic và chắc chắn anh sẽ không thể làm gì thêm. Vâng, còn một người trong bom sai không, đó là vị trí của Rob. Rob đã bách ngược ra mid nối rồi. Và trong bom sai AI hiện tại đang thuộc hoàn toàn kiểm soát của Movistar Rider. Tiếp tục là một round thi đấu Mousebot họ mất khu vực bom sai rất nhanh. Còn đến 3 người trong đội hình nhưng mà cũng sẽ rất khó để có thể retake khi mà tất cả những vị trí đẹp nhất đều đã bị các thành viên bên phía Movistar chiếm giữ. Hai round thi đấu liên tiếp, Bombsai mất gần như là trong vòng một đốt nhạc và những người còn lại chắc chắn là không thể làm gì và chỉ còn cách là dùng dàn lên mây đi xếp súng mà thôi. Vẫn là hạ ba cái tên Frozen, Karrigan và Rope. Lại xếp. Vâng, kịch bản giống hệt round thi đấu trước. Vâng. Xếp súng 3 round liên tiếp dành cho các thành viên của bên phía team Mousebot rồi. Ra thi đấu gần đây thì Movistar luôn luôn có cho mình những tình huống opening kill. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team Mousebot ra thi đấu tiếp theo với việc xếp được súng quá nhiều lần thì họ vẫn đủ tiền để có thể full buy. Trong khi đó lượng tiền của bên phía team Movistar Rider cũng dần dần nhiều lên rồi. Và chúng ta cũng biết rằng Movistar sẽ rất nhiều so với việc xếp tiền bên phía CDSide. Thật ra thì trong bản patch mới đây chúng ta đều biết rằng cái lượng trang bị của CDSide bao giờ cũng nhiều hơn so với bên phía T-Side, từ quả lửa này cho đến việc các bạn phải lên kit nữa. Và khẩu M4 thì cũng 3.100, nhưng với cái việc mà đổi giá của khẩu M4 Silent xuống còn 2.900 có lẽ nó cũng sẽ thay đổi khá là nhiều về cái meta game hiện tại. Tính ra thì hai bản patch gần đây vào cũng thay đổi rất là nhiều thứ nhá, từ kể cả map thi đấu Vertigo, nhưng mà thật ra cái map Vertigo thì có lẽ chúng ta không bàn đấy, thì map đấy đổi rất là nhiều rồi. Trong đấy đổi cả khẩu Deagle bây giờ nhảy bắn này, hay Tech 9 bây giờ các team dùng Tech 9 rất là nhiều, hay là kể việc cập nhật giá của cái khẩu M4S nữa. Nghĩ rằng dạo gần đây thì vào cũng bắt đầu gọi là chú tâm hơn đến CSGO rồi. Nhưng thật ra thì khẩu Deagle thì sau khi được buff cái nhảy bắn thì có vẻ như là họ đã fix lại rồi. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với ra thi đấu thứ 8. Đây đẩy lầu bắt được vị trí steal nhưng Ropes vẫn chưa có một động thái gì cả. Đẩy ra sẽ đối đầu với Iwo mà thôi. Headshot được rất nhanh. Bỗng nhiên trong một đốt nhạc tình huống được đưa về là 2v5 dành cho Movistar. Rất khó khăn khi mà Mopos cũng như là Alex đều còn cho mình đó là nửa máu mà thôi. Một round thi đấu cực kỳ trong vánh. Vâng, em có phải để ý một điều gì không? Cái điều dạo gần đây rất hay xảy ra ở Mousebot nhá. Lúc nào Chris J cũng có full tiền nên chỉ áp một khẩu Deagle. Đấy cũng là một khẩu Deagle xong bây giờ nhặt được AK. Và anh không hiểu dạo gần đây Mousebot họ sáng tạo ra cái meta gì, lúc nào cũng có người tiền cho Chris J. Em nghĩ đấy là một tình huống mà Chris J thí cho Ropes. Bởi Ropes núp ở một vị trí mà nếu mà địch đi từ đây, từ cái vị trí của Alex đi lên thì sẽ nhìn thấy Chris J trước. Nếu Chris J bị bắn chết thì Ropes sẽ lắc ra đổi mạng. Còn nếu mà người đi từ phòng sáng ra thì hút được không chết vào vị trí của Chris J. Em nghĩ là trong cái suy nghĩ của Mousebot nó sẽ đấy là như thế. Cái setup kẹp lấu rất là bình thường thôi. Tuy nhiên cái việc mà lên Deagle thì không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Chris J lên Deagle. Chris J lên kiểu đấy rất là nhiều rồi. Nếu như em xem cái trận thi đấu gần đây của Mousebot trong mùa giải đấu ESL Pro League, rất là nhiều lần Chris J chỉ có lên Deagle thôi. Kể cả có tiền hay như thế nào nữa, Eco, Full Buy, Fog Buy lúc nào cũng chỉ lên một khẩu Deagle. Bằng 16.000 tiền hay là không đồng lúc nào cũng Deagle. Rất là hài, anh không biết rằng đây là cái meta của Mousebot hay là gì. Có lẽ là cái suy nghĩ của Mousebot họ nghĩ rằng Chris J cũng chỉ cần một khẩu Deagle. Nhưng mà cái giải thi đấu lần trước ấy, Chris J Deagle bắn lại còn kinh hơn cả AK là mới sợ cơ. Thế nó mới khó chịu. Lúc nào cũng thế. Đây là cái role mà anh với Huy Lô Và đã nghiên cứu rồi. Đây là cái role của Nô Lệ đến từ Chris J cùng với cả Sanji của Vitus Pro. Hai player sáng tạo ra meta mới của CSGO. Vâng, role Nô Lệ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên một cái role mới à. Vâng, xếp tiền để drop xuống cho đồng đội. Âu cũng sẽ là, biết đâu cũng sẽ là hợp lý mà thôi. Khi vào ra thi đấu trước, Chris J cũng đã có cho mình một mạng. Em phải để ý nhá, lúc nào Chris J lên Deagle ấy cũng có mạng. Họ cũng nhặt được một khẩu súng, kiểu là đấy, anh ấy tiên tri trước rồi, anh ấy biết được trước là đối phương kiểu gì cũng rơi súng cho mình nhặt, hoặc là đồng đội sẽ chết rồi mình sẽ nhặt được súng xong mình dùng. Nó như kiểu là đấy, Huy Đông Phạm nói rồi, đây là một cái rank mới trong tựa game CSGO mà chỉ dành riêng cho Chris J thôi. Nó gọi là tiên tri vũ trụ, Prophet Galaxy.
Em nghĩ một là nô lệ, hai là nhà kinh tế học. Khi mà Quýt Dây như thế xếp được rất nhiều tiền cho mình. Bây giờ một tiếng chản vít đến từ Movistar. Rốp sấy cho mình được hai mã trước khi đập xuống 11 post. Trong khu bóng xe không còn ai cả. Và Mossport bắn đến hai người khu vực Ách. Rất may là đã có thêm vị trí của Gosick bách về. Quýt Dây đẩy qua Smoke. Sai lầm rồi. Gosick trong sai trên chạy bởi Mopot rồi. Như vậy là bom xe tiếp tục bị chiếm bởi Movistar. Mossport thêm một lần nữa họ để thủng bom xe một cách quá là nhanh chóng. Pha mà bên phía team Mossport đã có cho mình lợi thế 5v3. Những tình huống đẩy ra có thể nói rằng khá là chủ quan cho các thành viên bên phía team Mossport. Còn giờ thì bên phía team Movistar Rider, họ đang có cho mình những vị trí rất đẹp rồi. Tuy nhiên thì các thành viên của bên phía team Mossport vẫn có thể retake được lửa để trả vào. Thì có vẻ như đã có một quả smoke để trả ra để dập lửa khu vực nghĩa địa. Player Pit đã bị bắn yếu, tuy nhiên đã chán đi. Mossport spray transfer đến Frozen nhưng mới chỉ có cho mình hai mạng mà thôi. Biết được vị trí của Istor rồi, thời gian còn là đủ để có thể xử lý. Và đó là pha clutch thành công dành cho vị trí của Frozen. Tài đang trẻ Frozen lại một lần nữa lên tiếng rồi, chắc chắn sẽ là rằng thứ 6 thôi, thời gian còn là thừa luôn. 6-3. Vâng, pha retake rất chuẩn chỉ đến là các thành viên của bên phía team Mousesport. Cách họ retake bom không tưởng y như cách mà họ để mất bom sai vậy. Một tình huống 2v3, trùng trùng điệp điệp smoke nhưng mà họ vẫn có thể làm được. Dòng xe này cũng được khá tốt đến từ Rope, nếu mà Rope chắc tay hơn thì và đấy có thể là có cho mình 3 mạng. Không sao cả, rao thắng vẫn thuộc về bên phía của Mousesport và thôi. Tỷ số đã được nâng lên thành 6-3 rồi. 6-3. Với việc đặt được bom thì Movistar Rider vẫn sẽ có thể full buy đầy đủ trong round thi đấu này. Nhưng đây đã là một key round dành cho các thành viên bên phía của Movistar Rider rồi. Còn tiền nữa, còn đây có vẻ như sẽ là một Frozen bị agung rồi. Kerrigan vẫn đang chuẩn bị cương sau quả lửa này luôn. Tuy nhiên thì đã gọi thêm một đồng đội Gosick back về rồi. Movistar Rider sẽ làm gì đây? Và Kerrigan ăn phát trắng xóa. Tiếp tục chết chay nhưng Gosick cuối cùng vẫn đổi được mạng của Easter. Một nét được trả vào nhưng quả nét là không chính xác. Các thành viên của bên phía team Movistar đã chiếm được hoàn toàn khu vực bom xe B và thậm chí rằng Steel đang có những cú sút quá đẹp. Chris J nằm xuống, chỉ còn lại cái tên Gosick cũng như là Rope rồi. Tiếng này thì có lẽ không thể nào retake được dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport đâu. Movistar Rider có đến tất 3 thương binh. Những vị trí đẹp nhất ở khu vực bom xe B đã được kiểm soát hoàn toàn bởi Movistar Rider rồi. Em nghĩ là 4-5 năm round rồi mà Mousesport chưa có một lần nào mà họ không mất bom sai. Lúc còn ít hơn 1 giây cả, à 1 phút cả. Lúc nào họ cũng mất bom sai rất là sớm thôi. Có ra họ retake được, có ra họ không retake được. Và ra thì đấu này chắc chắn sẽ là một ra thắng dành cho Movistar mà thôi. Qua đa kill rồi cho vị trí của Steel rồi. Có một kill A sẽ không nào. Để tới A và bây giờ thì Steel. Và cuối cùng thì Steel cũng đã bị sắt đào. Tỷ số vẫn sẽ là 4-6 dành cho các thành viên của bên phía team Movistar Rider thôi. Sao đây chiến thắng dành cho các thành viên của team Movistar rồi. Và đó là một tiếng tỏa sáng đến từ cái tên Steel. Một trong những player có thể nói rằng có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội hình của bên phía team Movistar Rider. Nhiều kinh nghiệm nhất nhưng lại không có ảnh luôn. Hơi khó hiểu một chút. Không có ảnh cơ, cho nó cẩn thận. Steel này là Steel Lega đúng không anh nhỉ? Khác. Đấy là Steel Brazil đấy. Đúng rồi, Steel Lega đấy. Không phải nói là cái Steel bị ban. Hai Steel đúng không? Đúng rồi. Hai Steel, một là Steel NA, hai là Steel Brazil. Đấy, anh chỉ biết thế thôi. Đúng rồi, Steel này thì chắc chắn là Steel Brazil. Steel đấy, NA thì đã bị ban rồi. Rồi, đây là còn là giải của Val. Sao mà Steel NA được bắn? Đang xem lại tình huống entry rất tốt đến từ Steel. Bây giờ vẫn sẽ làm round thi đấu full buy đầy đủ cả hai team mà thôi. Full buy đầy đủ và sẽ có ốp dành cho vị trí của Gosick. Kerrigan lên cho mình một khẩu AUG. Vâng, Mousesport là một team mà sử dụng khẩu SG cũng như là AUG khá là nhiều. Tuy nhiên thì khoảng thời gian gần đây, kể cả trước khi khẩu SG bị nerf thì Mousesport không dùng khẩu SG nữa rồi. Tuy nhiên là chỉ ở bên phía T-side thôi. Thì đấy là khoảng thời gian các pro player cũng nhận ra rằng khẩu SG quá là mạnh, đặc biệt là nếu như để rơi ở bên phía CD-side. Và Astralis cũng như là Mousesport là hai team đi đầu trong việc không dùng SG. Nhưng bây giờ SG nó cũng chỉ còn là quá là chiếm chuối ư, nhưng Kerrigan spam qua smoke quá chính xác. Một phút thì đã đủ. Và Ana đang không có bất kỳ một điểm kiểm soát nào dành cho các thành viên bên phía team Movistar cả. Nhưng Mousesport, bộ đội của họ cũng đã chủ động lùi sâu vào trong khu vực bom xe B rồi. Round thi đấu này thì Movistar có vẻ như họ chủ động chuyển sang một phong cách đánh chậm hơn. Không còn những yếu đánh vào bom trong khoảng thời gian trên một phút nữa. Và như vậy cũng giúp cho Mousesport không bị mất bom site quá sớm. Và lần này trên người của Frozen có một quả smoke nên là không có một cơ hội nào để cho Movistar có thể đánh được vào luôn đâu. Có thêm sự hỗ trợ của Kerrigan với một khẩu AUG nữa. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của Movistar sẽ là như thế nào đây. Lượng bom của họ vẫn còn đến 4 quả smoke và 4 quả lửa. Hoàn toàn có thể set up full bài bom xe B mà thôi. Thậm chí nó có thể fake một nhịp. Gosick đang back về rồi. 3B thì nó sẽ trở nên là rất chắc chắn.
Movistar họ có nhiều smoke, nhiều lửa, nhưng vấn đề là họ không có flash. Có duy nhất một quả flash trên người của Lowell thôi. Thì có vẻ như bắt đầu fake lần 1 cho các thành viên bên phía Movistar. Bên phía Sport đã tan. Bây giờ bên phía Movistar có một tàu đây, nhưng Kerrigan là người bắn tốt hơn. Julia rồi, tiếp tục Kerrigan bắn yếu đi được cả Alex nữa. Ô dù spam chúng rồi, lộ tiếng của nó là double kill dành cho vị trí của Alex. Vẫn còn cái tên của Sick ở đây. Liệu Movistar Rider có thể đoán được người thứ ba hay không? Và khả năng cao là không biết rồi. Alex và của Sick, một pha nhảy trượt đến từ vị trí của Wolves đã rất vô duyên, và bây giờ thì bên phía team Movistar Rider đang đảo ngược hoàn toàn cái thế cờ. Và lại một lần nữa câu chuyện xếp súng dành cho vị trí của Robs. Tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mà Robs đã xếp súng trong cái map thi đấu này rồi. Ba bó xe B đấu với 4 người bên phía Movistar vẫn thủng. Hơi khó rồi, có vẻ như đây là một trận thi đấu mà Mousesport có phong độ tốt đấy, nhưng mà sự phối hợp của họ chưa được nhuần nhuyễn cho lắm thì phải. Kerrigan vừa rồi đã làm đến gần 3 mạng rồi, trong khi đó thì hai player còn lại là chết chay. Đặc biệt là cái pha xử lý của Osix thì tôi cũng không còn gì để nói, một tiếng nhảy trượt ạ. Rất đen dành cho vị trí của Osix, nhưng cũng phải nói rằng rất vô duyên. Vâng, chúng ta thấy rằng Robs cũng đã chán xếp súng lắm rồi. 8 round, à không, 11 round. Chết 2. Robs chết 2. Frozen thì cũng chỉ chết 3 mà thôi. Màu Sport ngày hôm nay số phận có vẻ hơi hẩm hiu. Liên tục phải đi xếp súng. Bên phía Movistar tiếp tục có một thành viên không có ảnh, đó là Alex. Cả năm cũng không có ảnh mà. À, Alex này thì không phải là Alex của Vitality đâu nhá. Đây là Alex của Tây Ban Nha, không nhiều bạn lại nhầm. Movistar Rider thì có khá là nhiều player bị trùng tên với những pro player khác. Thực ra thì Alex cũng là một player khá là lâu trong đội tuyển Movistar Rider rồi. Alex này là Alex Tây Ban Nha. Đúng rồi. Đó thì Alex này nếu mà như em nhớ thì trong FPL anh ta viết là Alex viết thường và có thêm một chữ X. Đấy là theo như em nhớ khi mà anh ta bắn FPL. Còn nhưng mà không hiểu tại sao vào giải thì anh ấy lại để toàn cái hoa. Nó rất dễ nhầm với cả Alex của từng là của Vitality. Tuy nhiên thì Alex của Vitality bây giờ cũng gọi là tạm thời nghỉ hưu rồi. Quay trở lại với round thi đấu này, các thành viên của bên phía Mousesport back trở về với đội default thôi. Và bên phía Movistar Rider có vẻ như họ cũng có chiếm map chậm. Và bên phía của Mousesport thì sao đây? Frozen đang đợi tham minh đối phương di chuyển lên chuối để có thể trả đồ ra, chiếm ngược lại khu vực đầu chuối rồi. Một phút, một smoke và một đường. Đây là cái bài hiện tại đang được các top team sử dụng rất nhiều. Bài khá là hay. Bây giờ thì Kerrigan cũng đã clear được hoàn toàn khu vực đầu chuối. Tuy nhiên thì Kerrigan cũng không dám giữ lại quá lâu. Mình biết rằng với khoảng tham minh này, Movistar Rider có thể di chuyển lên bất cứ lúc nào. Và đúng như vậy, Mopos là người leader dành cho các thành viên của bên phía của Movistar. Một quả smoke duy nhất còn lại trên tay của Kerrigan. Và nên nhớ rằng đây cũng là một key round rồi. Mousesport không thể để thua được nữa, nếu không thì khả năng Movistar có lươn lên dẫn trước là rất cao. Flash được trả ra từ phía trắng, Frozen Spot double kill rồi. Kerrigan đẩy ra, bắt đi được quả C4 của các thành viên bên phía Movistar. Và đó cũng là hai mạng dành cho vị trí của Kerrigan. Chỉ lòn một mình cái tên Lowell đi biter thôi. Và chắc chắn Lowell sẽ không thể làm được gì trong tình huống này đâu. 7 năm dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Và Lowell nên đẩy đi chết thì hơn, hoặc là đi xếp súng. Quyết định là xếp súng đến từ Iowa, một quyết định hợp lý mà thôi, khi thời gian là không còn. Rob hình như là chưa thấy thì chưa phải. Chưa thấy. Hình như vừa rồi anh nhìn tưởng có cái bóng rồi. Ừ, em cũng tưởng thế. Nhưng mà Rob chưa thấy. Không sao. Vẫn sẽ là round thắng dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Lần này thì Mousesport đã không để thủng bóng xe B nữa, khi mà Frozen cũng như là Kerrigan đã có một tình huống phối hợp để gọi là cực kỳ nhuần nhuyễn ở khu vực bóng xe B. 7 năm vẫn đang khá là căng thẳng. Trận đấu cùng giờ thì là trận đấu giữa Contact Gaming với Copenhagen Flame. Hai cái tên thì Contact là Crazy cũ. Tuy nhiên thì từ khi mà đổi về cái tên Contact thì anh cũng nghe được một vài tin về các thành viên của bên phía Contact. Cái đội hình của họ gần như lục đục nội bộ cực kỳ nhiều luôn. Tập luyện không bao giờ bút cam các thứ, không bao giờ tử tế cả. Và cũng có nhiều cái bình luận viên cũng như là analyst của thế giới bảo rằng Contact bây giờ gần như là no hope. Tuy nhiên thì do Contact có cho mình được cái vị trí khá là cao giải thi đấu Star Ladder Major Berlin thì họ được mời thẳng vào giải thi đấu ESL One Road to Rio lần này. Cho được biết rằng do cái tình hình của đại dịch Corona thì mọi thứ cũng thay đổi rất là nhiều. 8 slot legend thì bây giờ chúng ta lại chuyển về 8 cái team có vị trí cao nhất của Star Ladder Major Berlin thì lại được mời thẳng vào giải thi đấu ESL One Road to Rio cùng với 8 team của Miner. Và rất may mắn trong một trong số đó thì có tên của các thành viên bên phía team Crazy, hay bây giờ còn biết đến là Contact. Contact thì kể cả Mousesport luôn nhá. Mousesport anh nhớ rằng cũng chỉ có những cái kết quả là 2-3 ở vòng Swiss của giải thi đấu Major trước.
Contact thì giờ đây cũng là trận đầu tiên, cũng chưa biết là họ sẽ bắn như thế nào. Đối đầu với họ là Copenhagen. Copenhagen thật ra không phải là một team quá là có tên tuổi không anh? Em chỉ nhớ Copenhagen đúng là đấy là team cũ của Clayville. Đúng là như thế thôi. Copenhagen cũng là một team ở trong tầm tier 2 của Đan Mạch. Quay trở lại với round thi đấu này đã, chúng ta đi lạc đề quá xa rồi. Siêu lộ ra rồi, Siêu cũng phát hiện ra được Kerrigan. Ra tới Siêu luôn và đó là mạng dành cho vị trí của Kerrigan. Pha bắn hơi lỗi đến từ vị trí của Siêu. Và bây giờ thì bên phía team Movistar quay trở về khu vực bom site B. Khu vực Bana hiện tại cũng đã được kiểm soát dành cho cái tên Mopos rồi. Đây là một round thi đấu mà lượng bom của các thành viên bên phía Movistar Rider cực kỳ hạn chế. Chỉ còn lại cho mình một quả smoke cũng như là flat. Liệu có một tiếng búp flat tăng thẳng vào trong khu vực bom xe B hay không đây? Và có vẻ như sẽ đúng là như vậy rồi, không cần smoke luôn. Tuy nhiên người đi đầu Mopos cũng trắng, Frozen cũng trắng luôn. Và bây giờ Frozen đã lộ rồi, nên được trả ra. Frozen vẫn kịp vào mồm của Mopos. 5 giây còn lại và giờ đặt bom thành công hay không đây? Kerrigan làm hết rồi và đó là không đặt bom kịp thời dành cho các thành viên của bên phía team Movistar Rider. 8 năm đến từ Mousesport và cuối cùng thì Movistar cũng đã yếu tiền. Qua đã kill dành cho Kerrigan và tiếng cover cho Frozen là cực tốt. Với việc không đạt được bom thì có vẻ như Movistar họ sẽ yếu tiền trong round thi đấu này. Chúng ta cùng xem lại thì một bắn rất tốt đến từ Kerrigan. Vâng, sự trỗi dậy của AUG. Cho tôi thấy khẩu AUG đang khá là mạnh. Thật ra thì cá nhân anh vẫn sử dụng khẩu AUG rất là nhiều. Đặc biệt là không bắt nào anh cũng sử dụng AUG luôn. Anh thấy rằng tại vì anh không phải bắn về kiểu tay to ấy, nên là anh dùng AUG kê cho nó dễ, mắt anh nhìn nó kém. Tuy nhiên thì Mousesport có những player sử dụng khẩu scope rất là hay, ví dụ như kiểu là Kerrigan này hay là Chris J, player cũng không thiên về tay to nữa rồi, đều là hai player rất kinh nghiệm. Đây là một round đấu mà Movistar đang muốn nhảy lầu luôn, có lửa được trả ra nhưng Uzik bắn trượt rồi. Đang có một người di chuyển vào trong side nhưng rút thẳng P250 rồi luôn, và Uzik bắn quá tở, chính xác đấy chỉ là một khẩu P2000. Uzik cuối cùng đã bị shut down bởi Mopos. 2-1 cho Mopos với khẩu Deagle nhưng Rope đã móc thành công và đó là 9 năm dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Một round thi đấu hot eco rất là gọn gàng đến từ Mousesport mà thôi. Là Mopos là một cái tên trong FPL bắn kinh phết. Mopos là ngôi sao của Movistar Rider. Mấy hôm trước em thấy bắn với Nico, cứ vào mồm Nico, rút Nico vậy, ức chế luôn mà. Ra thì trong FPL chúng ta không nói được nhiều điều vì cái môi trường của FPL với môi trường của Pro Team nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như các bạn biết rồi, một Pro Team bây giờ mà cho đi về team Mix, kể cả team Mix 5 player có thể nói rằng star player của thế giới luôn đi, cũng không thể nào ăn được cái Pro Team với cái bài bản chặt chẽ, chắc chắn là như vậy luôn. Về cái tầm Pro như thế này rồi thì nó ăn nhau ở cái phần teamwork cũng như là chuẩn, trừ khi có bài trở lại quá nhiều Nico thôi. Và đây là một tình huống đẩy mid khá là khéo cho các thành viên của Mousesport. Bắn toàn lỗi skill luôn. Và giờ thì Wolfsick đang gặp khó rồi khi trong bombsite A chỉ còn lại một mình cái tên Wolfsick. Đang đợi người ở lầu di chuyển để các thành viên Movistar có thể ở vào bombsite A. Và đây rồi, Lowo đã xuất hiện. Vâng, một pha đẩy mid cực kỳ nhà quê dành cho các thành viên của Mousesport. Và giờ thì họ lại mất bom A rồi. Vâng, không biết rằng bộ đôi bombsite B có thể return tới không đây. Vậy câu trả lời sẽ là không khi mà Easter vừa gặp cùng đi là Kerrigan. 3A thì chết cháy 2, Wolfsick đổi 1 thì làm gì có cửa dành cho Mousesport đây. Tỷ số chắc chắn sẽ là 6-9 trong cái lượt first half này dành cho Movistar mà thôi. Frozen đi xếp súng ngư. Đây đã là round thi đấu cuối cùng của lượt first half rồi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 6-9 dành cho các thành viên của bên phía Movistar Rider. Frozen sẽ làm gì trong tình huống này đây? Vâng, vị trí đứng của thanh niên yếu máu Alex đang là quá đẹp rồi. Frozen chắc chắn sẽ không đoán được. Chắc chắn còn là điều mà Alex cuối cùng đã đẩy ra để kết thúc đi được mạng của Frozen. 6-9 để cho các thành viên của bên phía Movistar Rider và đó cũng sẽ là tỷ số của lượt đầu tất sát trước khi đến cho lượt đầu tất sát.
running round so many nations. Even when it's so sweet, I end up seeing red. Is it such a ghostly revelation? I may have fucked up all my chances. And we ain't sleeping on the floor again. We never sleeping on the floor again. For the ones who didn't make it out, for the ones that didn't see the life, for the ones that never cared, never gave a thought, found no happiness in that brand new car or the house you bought. I see you talking about the love you lost, and it was gone like way before you ever thought it was. Yeah, I took my time, no quick ones, quick run, quick guys to get back there. Hot roads, I didn't think I'd come back fierce, cause I was running roads so many names. Chín sau đang là tỷ số hiện tại của lượt thi đấu phía sau và nó tạm thời nghiêng về dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Trong khi đó thì ở trận thi đấu cùng giờ, Contact Gaming đang để thua cho các thành viên bên phía team Copenhagen Flame. Thật ra thì nhìn vào đội hình của Copenhagen Flame, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái tên nổi bật như kiểu Refresh, một trong những player từng được đánh giá cực kỳ cao. Nhưng mà không biết là liệu trong cái giải đấu này Copenhagen có phải là một chú ngựa ô hay không đây. Chúng ta vẫn phải còn phải chờ. Khi mà giải thi đấu này cũng là một giải thi đấu mà hội tụ khá nhiều top team. Và Mousesport trong round thi đấu này có vẻ nhỏ sẽ quyết định di chuyển ở khu vực second mid. Trong khi đó bên phía team Movistar thì họ bắn kẹp lầu luôn. Vâng, một tactic có thể nói rằng khá là bất ngờ dành cho Movistar. Trong đó Pistol bây giờ bên phía Mousesport. Bất ngờ là vậy, tay của họ vẫn là to hơn Frozen và mồm cả logo cũng như là Steel rồi. Bên phía của Movistar chỉ còn lại một mình cái tên Alex trong bóng xe A mà thôi. Một post đang phải back về để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Nhưng vấn đề là Mousesport họ có thể về bom B. Rob đang di chuyển rất nhanh và bây giờ Rob biết được rằng khu vực bom xe B clear rồi. Tôi xong các thành viên của bên phía team Movistar Rider. Chắc chắn họ sẽ để thua trong round thi đấu này. Tôi không nghĩ ra cách nào là Movistar Rider có thể retake được. Đặc biệt khi bên phía team Mousesport đang là người có cho mình quá là nhiều lợi thế. Khu vực City gần như đã được kiểm soát hoàn toàn đến là cái tên Rob rồi. Một post đã đẩy được mid, đẩy ra chuối và biết đối phương đã trong bom xe B, mà liệu điều đấy còn có nhiều ý nghĩa hay không khi mà tôi đang thấy vị trí Alex vẫn đang ở trong khu bom xe A. Liệu có retake hay không đây khi mà trên người của Alex có một kit nhưng anh đang ở quá xa khu bom xe B. Trong khi đó thì vị trí ở Mousesport, ba thành viên còn lại đều đang đứng ở những chỗ rất là đẹp rồi. Giờ đi bên phía Movistar Rider, Mopost đã bị hạ gục và chỉ còn lại một mình cái tên Alex thôi. Chắc chắn sẽ không có cơ hội khi Alex cũng đã lộ vị trí. Tỷ số sẽ là 16 dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. Rõ ràng so về cái mặt skill, về mặt tay thì có lẽ thời điểm hiện tại Mousesport có một team anh thấy nhá, mặc dù không sở hữu những cái ngôi sao quá là nổi bật như kiểu Navi thì chúng ta có Simple hay là Electronic này, FaZe Clan thì chúng ta không phải bàn rồi. Trong cái đó thì Liquid cũng có những cái tên như kiểu TwitZZ, thì bên phía Mousesport họ lại khác. Họ sở hữu những ngôi sao không quá nổi bật trong cộng đồng CS của thế giới, nhưng đây là những một tập thể team rất là đồng đều vì cái đăng cá nhân. Frozen, Warsick, Ropes đều có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Chris J cũng là một player bắn luôn luôn cực kỳ tròn vai và anh cũng có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào như các bạn muốn. Và Kerrigan trong khoảng thời gian đây là một player bắn anh thấy một phong độ cực kỳ tốt. Nếu như so với Kerrigan ngày xưa. Ngày xưa thì Kerrigan là được biết rằng luôn luôn có thể bét bảng hay như thế nào đó. Tuy nhiên thì Kerrigan bây giờ cũng có trận thi đấu cực kỳ tỏa sáng luôn và đóng góp rất nhiều cho team. Điển hình ở trận đấu này Kerrigan đang bắn khá tốt 12 năm. Khi mà đứng trên của anh chỉ là Frozen nhiều vô xích mà thôi. Đây là một round thi đấu bởi bên phía Mousesport. Họ quyết định là Frostbite luôn. Khi mà round thi đấu trước họ đặt được bom, đúng hơn là Movistar, họ quyết định là Frostbite luôn. Được ăn cả ngã về không đây. Vâng, một khẩu scout trên người của Easter. Trong khi đó đi bên phía team Mousesport vẫn rất bình tĩnh thôi. Dù sao thì họ cũng biết rằng đối phương khả năng cao sẽ Frostbite trong round thi đấu này. Nếu như các bạn thi đấu bên phía City Side để thua Pistol thì nên là Frostbite hơn. Vì nếu như có full buy ở round thi đấu thứ 3 cũng sẽ rất là yếu bom. Mousesport rất tỉnh táo, Warsick luôn luôn kê lại phía đằng sau. Steel không có bất kỳ một cơ hội nào trong tiếng vừa rồi cả. Trong bom xe B, chúng ta đang là 3 người. Mousesport thì họ đang có một quyết định bách ngược về khu bom xe A. Trong bom xe A chỉ có một mình vị trí Easter với một khẩu scout không giáp mà thôi. Nếu như Mousesport trả đến khu bom xe A thì đó sẽ là án tử dành cho Easter. Thậm chí anh còn đang đẩy khẩu scout ra. Và như vậy là bom xe A đã hoàn toàn trống trải rồi. Movistar có vẻ như họ không có ý định muốn bách về bom xe A để cứu. Nếu mà Mousesport họ thể đặt được bom thì Movistar tốt nhất là họ nên xếp xuống vì round sau đằng nào họ cũng sẽ phải eco trắng mà thôi. Giờ đi bên phía team Mousesport, Kerrigan sẽ là người bò vào khu bom xe B để lấy công ty. Thế
Alex quay cái đít về mình luôn cho nó cẩn thận. Quyết định bắt bài nhưng bên phía team Movistar đã sai hoàn toàn rồi. Mousesport sẽ có cho mình round thắng thứ 11 rất dễ dàng thôi. Bom sẽ là thành công của khu vực bom xe A. Logo của Mopost thì có lẽ là nên đi xếp súng trong round thi đấu này. Dù sao round tiếp theo Movistar chắc chắn cũng sẽ là Dingo. Với việc xếp lại hai khẩu Dingo thì nếu mà có một sự tỏa sáng nào đó thì vẫn có cơ hội dành cho Movistar. Mousesport trận đấu này họ đang thể hiện một cái phong độ khá là đồng đều đến từ cả 5 player. Như vậy rất khó để cho bên phía Cityside có thể có một cơ hội nào đó. Tỷ số sẽ là 11-6. Thực ra thì Movistar Riders đến với giải thi đấu này có lẽ cũng là một trong những team yếu nhất. Movistar Riders cũng là team vượt qua được cái vòng Minor thôi. Thật ra thì ở Minor của EU lúc nào cũng rất hấp dẫn nhá. Thực ra Minor lần này thì cũng ra có cả Dignitas này, có cả Nip này. Và thậm chí rằng có một cái tên rất là bất ngờ đó chính là Fnatic. Tuy nhiên thì trong số đó thì vẫn có những cái tên yếu hơn. Sen hay là thành viên của team Movistar Riders. Trong đó thì cái tên đáng tiếc nhất mà anh thấy rằng không vượt qua được Miner, đối biết là ai? OG đúng không anh? OG. Ừ. Em thấy tiếc vì OG là một cái team rất là có triển vọng mà các thành viên của họ cũng đều là những ngôi sao đấy chứ. Nó không hiểu tại sao họ lại không vượt qua được Miner. Có vẻ như là phong độ của thành viên nó không được tốt thì phải. Đấy là một giải thi đấu mà OG bắn cũng phải nói rằng phong độ hơi kém. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta không biết được thế nào. Với hệ thống mới này thì không nghĩ rằng OG nhưng vẫn có cơ hội thì phải. Quay trở lại với round thi đấu này. Đoàn thi đấu và các thành viên của bên phía Movistar Rider có 2 khẩu Deagle, 3 khẩu Deagle thì chính xác hơn là 1 khẩu UMP trên người của Mopost. Lượng bom cũng là khá nhiều. Có vẻ như Mopost sẽ là người chủ động support cho vị trí của Alex ở khu vực đầu chuối. Mousesport thì vẫn đang tận dụng khoảng thời gian của mình thôi. Quả smoke được trả ra từ khu vực Construct ra khu vực đầu chuối. Trong khi đó thì bên phía Mousesport biết rằng đây là một đoàn thi đấu đối phương yếu súng, yếu bom. Nhưng vừa rồi thì Steel có một pha đẩy khá láo và Rops bị hạ gục rồi. Những khẩu súng này liệu có được nhặt lại hay không đây? Tuy nhiên Steel quyết định đẩy ngược về T-Base luôn. Và có vẻ như với việc mà đã mất đi vị trí của Rope thì Mousesport đang muốn đánh thẳng vào trong vùng bom CB. Đang có một quả phát nhưng không kịp ném đến từ Mopost rồi. Và như Alex phải nằm xuống trong bom CA có một mình vị trí của Mopost với một khẩu UMP và rồi. Một quả lửa được trả ra. Tham minh là chuẩn khi mà các thành viên bị phía Mousesport chưa thể tràn vào được luôn. Thì quyết định là dập lửa. Trong bom side 3 của Movistar đã không còn ai rồi khi mà họ đã chủ động lui về để có thể quyết tách quả bom này. Đây có vẻ thương vẫn yếu. Đẩy qua smoke là sai lầm đến từ Easter. Bây giờ đang là 3v4 dành cho Movistar. Mopost sẽ làm được gì trong tiếng này đây? Có một player yếu bóng rồi nhưng Mopost lộ ra vị trí của mình và bắt buộc phải lùi về đến từ cái tên Mopost. Có UMP nhưng lại không có giáp dành cho vị trí của Mopost. Và thật sự nó sẽ là rất khó khăn. Tỷ số chắc chắn sẽ là 12-6 dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport rồi. Không phải bàn cãi nữa. Khi chúng ta nhìn thấy rằng lợi thế dành cho Mousesport hiện tại đang là quá nhiều. Movistar Rider sẽ cố gắng để bắt yếu súng của đối phương thôi. Liệu có thể làm được hay không đây? Chris J, player yếu bóng nhất thì lại là chỉ còn khẩu P250. Nên là dù có nằm xuống đi chăng nữa thì cũng không mất mát quá nhiều rồi cho bên phía team Mousesport. Và có 4 player của họ có vẻ như cũng đã sủi về thành công rồi. 12-6 dành cho các thành viên bên phía team Mouse. Rồi, Mopost đang muốn đi bắt súng bên phía Mousesport. Ừ, nhưng mà liệu có kịp cho cái bom này nổ hay không? Như vậy là không rồi. Mất đi khẩu UMP. Nhưng không quá quan trọng khi ra thi đấu này. Vista họ sẽ full bài được đầy đủ mà thôi. Tiêu thậm chí là nhặt về để cho mình một khẩu AK cơ. Full buy đầy đủ dành cho các thành viên của Movistar Rider. Sẽ có ốp được lên đến từ vị trí của Easter. Đây gần như là cơ hội cuối cùng dành cho Movistar rồi. Khi nếu mà họ để thua thì đây sẽ là map 1 nhanh chóng dành cho bên phía của Mousesport mà thôi. Map thi đấu thứ 2 sẽ là map thi đấu Train. Chúng ta đều biết rằng cái thời điểm hiện tại thì có lẽ team bắn Train tốt nhất của thế giới. Có thể Mousesport, nếu như Mousesport được thua thì chúng ta sẽ chỉ số 1 nữa. Train cũng tốt luôn. Chắc là tiệm cận được đẳng cấp của Mousesport em nghĩ là có Navi. Navi bắn trên ra. Cũng là một cái không, tên rất là Navi thực ra bắn T-side trên dạo gần đây rất là tù nhá. Nó không được như Mousesport. Nhưng dù sao thì chúng ta đều biết rằng map trên là một map rất là nghiêng ở bên phía CD-side rồi. Kể cả Mousesport cũng có nhiều lúc gặp khó. Trong round thi đấu này thì sao? Ropes đã cẩn thận hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn có một người đẩy đầu và có vẻ như lại một lần nữa là cái tên Steel không còn lại. Cái kiểu deja vu vậy. Vẫn là vị trí đấy, vẫn là vị trí của Steel ở trên khu vực phòng sang Ropes ở second mid. Vâng, và bây giờ tiếp tục là Mousesport họ mất đi một người từ rất sớm, 4v5. Và thậm chí là vị trí của Steel còn đẩy quá đẹp và biết luôn là bom xe hoàn toàn clear thì phải. Kịch bản giống y hệt với round thi đấu trước. Khác một điều rằng Movistar Rider lần này họ đã có đến tận 3 người trong cuộc bom xe B rồi. Và Steel cũng đã móc về được khu vực đầu chuối. Các thành viên của team Mousesport sẽ làm gì trong tình huống này đây? Bom không còn là nhiều nữa rồi.
Gọi vẫn chưa thể tràn vào được trong khu vực bom site B. Ở bom Plaza nhưng Lowell sẽ là người có cho hình mạng của DJ. Alex đã có việc được 1-6 rồi thì Alex phát hiện thêm người thứ hai nữa. Chỉ còn lại một mình cho kênh Kerrigan và Siêu đã đợi sẵn ở đằng sau rồi. Nhưng mạng là dành cho Mopos và tỷ số là 72 dành cho các thành viên của Movistar Rider. Vừa một ra thi đấu mà rất chủ động đến từ Movistar khi họ đã có gần như toàn bộ lợi thế để giành chiến thắng trong cái ra thi đấu vừa rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống còn đó là 7-12. Em thấy nhá, đúng cái góc đấy luôn. Giao trước cả hai cũng đứng đúng cái góc đấy luôn ý. Nó không phải là cùng một chiếc xanh tân bít với cả phòng sáng, nó là đúng cái góc đấy luôn cho nó cẩn thận. Rome dù đã rất là cẩn thận rồi nhưng mà không thể thoát khỏi số phận. Lần này em nghĩ là Rome sẽ đổi vị trí ông vẫn đi second mid. Nhưng mà rất may là lần này thì Steel đã không đẩy lâu nữa rồi. Gọi thêm cái tên Chris J về để hỗ trợ cho mình nữa. Các thành viên của bên phía Team Fall Sport này họ liệu có để cho đối phương đẩy lầu nữa hay không đây. Tuy nhiên thì bên phía team Movistar Rider bài rất đầy đủ thôi. Và lượng bom phải nói rằng cũng rất dồi dào dành cho các thành viên của bên phía team Movistar. Kerrigan sẽ là người di chuyển độc lập trong cuộc banana ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì bên phía team Movistar Rider, Mopos sẽ là người support từ trong bom side ra. Trong khi đó là Alex sẽ là người gây áp lực ở phía cuối. Và bây giờ thì một quả flash trả ra. Tuy nhiên vừa rồi Frozen Timing cũng hơi sai. Không, nhưng đấy là một, em nghĩ là một bài đánh rất là sáng tạo đến từ Movistar. Họ ném quả smoke nhưng mà lúc mà tận dụng lúc bản thân chưa nổ quả bút của quả flash ra, như vậy là Mopos có phần bất ngờ. Bây giờ thì là miss tiêu nằm xuống tay Quizzy. Headshot là rất nhanh, thì huống đưa về là 3v4 tràn thẳng vào khu vực ách. Trong ách không có ai của Movistar cả. Sẽ vào A hay là mid to B đây? Tôi thấy vị trí của Ropes đang lên khu vực lầu, khả năng cao đây sẽ làm tình huống chỉ clear lại CT rồi về A mà thôi. Trong bom xe A đang có vị trí của Esther cũng như là Ivo ở dưới pit. Như vậy thì sẽ khá khó cho Mousepot để có thể tiến công vào. Có thể làm được dành cho các thành viên của bên phía team Mouse. Mousepot còn một lửa. Tuy nhiên Mousepot sẽ đẩy được khu vực bom xe B rồi. Biết rằng đối phương sẽ đánh A trong tình huống này mà thôi. Thời gian không còn là nhiều dành cho các thành viên của bên phía team Mousepot và họ sẽ quyết định làm gì đây. Ropes có bắt được người Biter hay không? Và câu trả lời là có. Tuy nhiên Easter lại kết thúc đi được Chris J rồi. Warsick cả không đi được Easter nhưng vẫn còn Lowell dưới pit. 12 giây còn lại và Lowell bắt đi được cái tên Ropes. 1v2 cho vị trí của Warsick, và anh sẽ quyết định làm gì đây? Alex đang ở rất xa giữa người đồng đội của mình. Giờ đi Lowell bắt luôn đi được vị trí của Warsick rồi. Không cần đến cái tên Alex. Và đó là lần thứ 8 dành cho đội hình của bên phía team Movistar Riders. Khoảng cách đang dần được rút ngắn xuống. Bây giờ lượng tiền của Mopos đang yếu lắm rồi. Đây sẽ là round thi đấu mà họ buộc phải eco mà thôi. Khả năng cao Movistar sẽ lên cho mình được round thắng thứ 9. Chúng ta xem lại phát ra chuối rất đồng đội đến từ Movistar. Thật ra thì cái bài đấy là round thi đấu trước rồi. Nhưng mà họ không có bút flat ra lúc quả smoke chưa nổ ấy ạ. Họ cố tình để quả smoke nổ rồi và sau đó họ chìm chuối. Nhưng mà lần này thì họ không lao ra trước khi quả smoke nổ. Easter bắn trượt là một tiền. Rất may là có vị trí của Mopos backup kịp thời. Frozen với Ropes không có giáp mà thôi. 9-12 thì cho Movistar Rider rất dễ dàng. Và đó là qua đa kill đến từ vị trí của Mopos. Tranh thủ cải thiện frag rất nhanh. Khoảng cách chỉ còn lại là 3 round thi đấu. Map thi đấu đầu tiên đang diễn ra có thể nói rằng khá là căng. Nửa đầu thì khá là một chiều nhưng bây giờ thì Movistar đang có những dấu hiệu của comeback rồi thì phải. Thật ra ấy, em để một điều là những round thắng của Mousepot ấy lúc nào nó cũng cảm giác nó cũng shut down kiểu gì, kể cả những tình huống mà Mousepot còn 2 đến 3 người. Tuy nhiên thì những cái round thắng của Mousepot cũng để thua khá là nhiều những round thi đấu quan trọng. Và khoảng cách chỉ còn là 3 round thôi. Nhìn qua thì ta thấy rằng Mousepot vẫn là người có chiếm được ưu thế hơn. Hãy cùng chờ đợi xem nào. Round thi đấu full bye dành cho các thành viên của bên phía team Mousepot. Lần này thì Mopos đã không thể làm được gì ở khu vực chuối nữa rồi. Alex bắt buộc phải lùi về. Các thành viên của bên phía team Mouse tạm thời đẩy lùi để đối phương về khu vực bom site B. Họ sẽ kiểm soát được khu vực banana một cách rất thoải mái thôi. Bách thêm hai người, đó là Steel cũng như là Easter. Bắn hết 3 người ở B, để lại một mình vị trí idol ở khu vực balcony mà thôi. Liệu có phải là đúng đắn hay không đây khi Mousepot đang có dấu hiệu bỏ chuối để về A khi tôi đang thấy 3 người ở mid. Quả bom vẫn đang là giữa khu vực T-Bay và Easter đang muốn đẩy lại khẩu ọp ra chuối để clear. Và như vậy là khu vực đầu chuối đã clear rồi. Và Steel có thể back về để hỗ trợ cho Idol ở khu vực bom xe A. Trong bom A các thành viên bên phía Movistar Rider chỉ có một mình cái tên Lowell thôi. Nhưng Steel đã back về từ thư viện rồi. 2A và liệu có chống chọi được với 5 người của bên phía team Mousepot hay không đây? Chris J tôi nhìn thấy lại là một khẩu Deagle rồi. Tuy nhiên bây giờ các thành viên bên phía team Mousepot đang phải chờ đợi những quả bom của Movistar đã hai smoke để cắt đi khu vực pit. Và bây giờ thì Blow cũng đang back về trong khu vực bom site A.
Kerrigan đang là người di chuyển độc lập ở mid nối và các thành viên của bên phía team Mousecop. Đây rồi, Kerrigan vả mồm đi được Alex. Trong bom xe A còn hai người và Kerrigan vẫn đang đẩy vào, nhưng Steel vừa có double kill. Steel lộ vị trí rồi, những cái tên ở trong bom xe còn lại thì không, và đó là Wolf với một mạng. Steel đổi cho mình thêm cả mạng của Rops nữa. Frozen cũng đang yếu máu và Steel cũng vậy. Tuy nhiên vị trí của Easter đã back về kịp thời và các thành viên của bên phía team Mousecop đang gặp khó rồi. Frozen liệu có thể có một pha clutch nữa trong game thi đấu này không đây, nhưng thời gian chỉ còn lại là 8 giây thôi. Chỉ cần câu giờ, Steel đang nhấp nhá rất khó chịu và Frozen chắc chắn sẽ không có cơ hội trong thi đấu này. Tỷ số là 10-12 dành cho các thành viên của bên phía team Movistar. Và một pha múa nghĩa địa quá là tốt đến từ Steel với một cái quadra kill. Và không thể làm được gì đến từ Mousecop khi mà Steel và chúng ta cũng sẽ lại một bắn cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Không có bất cứ một cơ hội nào dành cho Mousecop cả. Rất may thì cuối cùng thì Frozen chết trước khi thời gian điểm có số 0. Không thì sẽ là một thảm họa dành cho Mousecop mà thôi. Đây sẽ là round thi đấu mà họ quyết định là half buy khi mà lượng bonus đã gần như là chạm max rồi. Tech 9 Rushby à? Thật sự thì khẩu Tech 9 dạo gần đây đã được các pro player sử dụng lại khá là nhiều. Tech 9 bắn ngon cực anh ạ. Nếu như các bạn nhớ đến cái thời xưa của Tech 9 ấy, nó không khác gì với khẩu Mini AK cả. Vâng, cứ cầm, đặc biệt là map Dust 2, cầm cái đoạn khẩu Tech 9 trong second round chạy vào B bắn nó phải gọi là thôi rồi. Thật sự khẩu súng Tech 9 người xưa bắn cực kỳ sướng luôn. Mà đâu đấy Fnatic bắn cái khẩu lại kinh đến mức mà họ còn gọi Fnatic là Fnatic. Tech 9 Meister đấy còn gì nữa. Vâng, bắn kinh, và bây giờ thì có vẻ như Tech 9 đang dần quay trở lại thời kỳ hoàng kim của nó khi mà đã được fix khá nhiều về độ chính xác cũng như là tốc độ bắn đi phải. Thật ra thì anh vẫn là một người thích sử dụng khẩu Tech 9 này hơn là khẩu CZ75. Tuy nhiên thì hãy cùng chờ đợi xem các thành viên của Mousecop trong round thi đấu này. Lượng bom cũng khá là hạn chế dành cho các thành viên của bên phía team Mousecop và họ sẽ không thể triển khai bài chiếm chuối cơ bản được. Tuy nhiên bên phía team Movistar Rider, đây cũng là một round mà họ chủ động lùi sâu về trong khu vực bom site B. Nét được trả ra nhưng nó cũng chỉ cấu đi được một chút máu của ba player bên phía team Mousecop thôi. Và ngay lập tức một post hết bom và được boost lên trên thành 4 hoa rồi. Gọi thêm được cái tên Alex về nữa và bây giờ bắt đầu tràn bom xe B dành cho các thành viên Mousecop. Bốn có những đắp công kỳ cực kỳ dễ dàng. C4 đã rơi. Nào, chúng ta một thì bên phía thì Movistar là đây rồi thôi. Nhưng từ từ đã khi kè được gần một xích, mỗi người có cho mình được một mạng. Lowell đang đẩy ra rồi, bóng kê quá đẹp dành cho vị trí của Lowell. 11-12 thì Movistar Rider và tỷ số đang dần dần được cân bằng rồi. Và rất là bất ngờ khi Mousecop từ chỗ dẫn Movistar, anh nhớ là 12-6 thì phải. 12-6. 12-6 bây giờ thì đã gần như là cân bằng rồi. Khi Movistar chỉ còn cách Mousecop có một round nữa mà thôi. Chúng ta lại phản bắn khá tốt của Mopos cũng như là Ivo. Rất gọn gàng. Liệu có một pha comeback đến từ Movistar hay không đây? Đặc biệt khi mà đối thủ lại còn là Mousecop nữa thì nó cũng sẽ là một comeback cực kỳ ngoạn mục dành cho các thành viên đến từ Movistar Rider. Và lần này thì Easter có smoke chủ động được trả ra để dập lửa từ trước. Và Kerrigan đã phải nằm xuống trong tiếng vừa rồi. Lợi thế một người một lần nữa dành cho các thành viên của bên phía team Movistar Rider. Nhưng bây giờ thì Mousecop đang đẩy rất nhanh tốc độ lên trên khu vực bom xe A. Alex đẩy thẳng vào con smoke này luôn và Frozen Easter trong tiếng vừa rồi. Điều kết thúc thì được Chris Jay nhưng vô sinh cuối cùng đã bắt được mạng của Alex. Và giờ thì trong bom xe A vẫn đang còn hai người của các thành viên bên phía Movistar Rider. Còn đối với Mousecop thì chỉ còn lại một mình cái tên Wolfsick mà thôi. Wolfsick liệu có thể làm được hay không đây? Một tiếng quá khó dành cho vị trí của Wolfsick. Lại một lần nữa thì Wolfsick sẵn sàng sáng. Đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi cho cái tên Wolfsick. 12 đều và Movistar Rider đã cân bằng được tỷ số trong trận thi đấu ngày hôm nay. Và các thành viên Mousecop đang thay đổi chiến thuật thì phải. Nhưng mà cách họ nằm xuống cũng nhanh y như cách họ đẩy tốc độ trận đấu vậy. Bây giờ thì đang là 12 đều rồi. Cửa dành cho Movistar đang sáng hơn bao giờ hết. Cái đây là một round thi đấu Mousecop tiếp tục half buy. Lại một lần nữa Mousecop yếu tiền. Trong khi đó thì bên phía team Movistar Rider, lượng tiền của họ đang được build lên rất nhiều rồi. Easter có đến cho mình tận 1.000 tiền. Liệu chúng ta có được chứng kiến một bất ngờ trong trận thi đấu mở màn ngày hôm nay không đây? Kerrigan bị ăn hết yếu nhưng bây giờ thì Kerrigan Tech 9 đẩy vào. Kerrigan bắn lỗi rất nhiều và đó không phải là mạng dành cho vị trí của Kerrigan. Một pha bắn gần như là mù mắt dành cho vị trí của Kerrigan. Và bây giờ thì Movistar cũng đã đẩy được khu vực second hit rồi. Biết rằng đối phương đánh B, Movistar Rider đang back đến tận 4 người về khu vực bom site B. Lối đi nào dành cho các thành viên của bên phía Mousecop đây? Đang có một trò chuyện với Chris Jay khá là quái. Và giờ thì Chris Jay bắn yếu đi được lâu rồi nhưng có một offer khác ở đây. Nhưng Easter lại chết chay. Chris Jay có double kill và Mopos đổi 2. Nhưng đó là không đủ dành cho các thành viên của Movistar Rider. Vâng, 4B để thủng khá trước là khẩu khó lục. Hiểu dành cho Movistar rồi, còn một mình Steel mà thôi. Vâng, 4 đầu 4 trong khu vực bom site B.
bốn khẩu DE thì phải, bốn khẩu à, vài khẩu DE với vài khẩu Tech 9 chiến thắng các khẩu M4 khá là khó hiểu. Bây giờ thì cơ hội nào dành cho Steel đây khi vị trí của Mossport đang là rất đẹp rồi. Bất kể ai nằm xuống thì sẽ có người còn lại ra đổi mạng mà thôi, và Steel sẽ check ở vị trí của Frozen. Giờ Wolsick không được để lộ vị trí. Nhưng mà Steel vẫn clutch thành công. Vâng. Clutch 1 vết 2 đến từ Steel, và đó là thắng thứ 13 dành cho Movistar rồi. Có vẻ như bất ngờ đang xảy ra trên cái map thi đấu Inferno này, map thi đấu đầu tiên. Round thi đấu và Mousesport, hai player của họ thi đấu gần như không liên quan gì đến nhau luôn. Một player ở góc tối thì nó thật kinh. Vì đó thì tôi cũng rất ngạc nhiên với cái pha dùng về vừa rồi ở các thành viên bên phía team Movistar Rider. 13-12 và Movistar vẫn có thể vươn lên dẫn trước được trong thi đấu vừa rồi. Ừ, hai team đưa anh em viewer hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ thì sẽ là full buy được đầy đủ đến từ Mousesport và thôi. Và nếu họ để thua thì sẽ tiếp tục là half buy như ra thi đấu vừa rồi. Bây giờ đang làm đúng đẩy chuối nhanh đến từ cả hai team, nhưng một quả smoke trả ra che đi tầm nhìn của cả hai đội luôn. Một post đang đứng ở trên khu vực log, nhưng đối đầu với anh đang là hai người của bên phía Mousesport. Liệu có phát hiện được ra hay không đây? Bây giờ thì Steel có những mạng hốp rồi. Một post kết thúc khi đồng câu rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Các thành viên của bên phía Star Rider họ đã có quá nhiều lợi thế. Kerrigan cuối cùng cũng đã sắt đào đi được mạng của Mopos. Và đội hình của bên phía team Mousesport chỉ còn lại hai player thôi. 2v4. Và liệu tôi có được chứng kiến một cú nổ xảy ra ngay trong map thi đấu đầu tiên ngày hôm nay hay không đây? Giao tranh rất nhiều ở chuối, nhưng mà bên phía Mousesport họ dũng như sung vậy. Bây giờ thì Quid dày đối đầu với anh đang là hai người khu vực Ách, thì cơ hội nào đây? Một mình Wolsick 1v4. Nếu mà Wolsick có thể clutch được thì ngày mai tôi sẽ khao anh Linh một cái bánh mì. Và liệu khả năng là không cao thì Wolsick đã lấy được quả bom rồi. Nhặt lại được C4 nhưng có người đẩy lầu, rồi Wolsick vẫn vả mồm được Steel. Các thành viên của bên phía team Movistar Raider họ biết được vị trí của Wolsick. Thậm chí rằng Lowell cũng đã đẩy được về khu vực cuối chuối. Không có đường di chuyển cho vị trí của Wolsick. Thời gian cũng chỉ còn lại là 35 giây thôi. Wolsick sẽ xử lý như thế nào đây? Gần như là một nhiệm vụ bất khả thi cho cái tên Wolsick. Lộ rồi. Tuy nhiên thì đó là một pha bắn trượt đến từ cái tên Lowell. Bắt được phải vào A. Không có lối di chuyển nào dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport. 14-12. Vâng, 14-12 rồi. Vâng, bây giờ thì Movistar họ đang có rất nhiều cơ hội để có thể kết thúc được cái match đầu tiên này. Mousesport họ buộc phải sử dụng cái quyền tactical timeout thứ hai mà thôi. Vẫn có thể full buy là được đến từ Mousesport nha, nhưng mà nếu họ để thua thì 99% thì map Inferno sẽ thuộc về bên phía Movistar. Đang sẽ lại từ control rất tốt từ bên phía CD side. Không thể tin được các thành viên của Movistar Rider đang là những người gặp lợi thế. Trong khi đó thì bên phía team Mousesport, thực ra đây là một trận thi đấu mà càng về cuối Mousesport bắn càng ngày càng tệ luôn. Nhất là những pha xử lý cuối các thành viên bên phía team Mousesport. Thật ra thì có một vấn đề nữa là Mousesport để thua những tình huống opening kill khá là nhiều. Vâng, nào rồi. Cũng mất lợi thế ban đầu luôn. Luôn luôn đẩy người lên chuối, nhưng mà lợi thế thường thì thuộc về bên phía Movistar nhiều hơn. Mousesport đã để thua 8 round thi đấu liên tiếp rồi. Bây giờ thì Movistar đang có dấu hiệu muốn đẩy mid. Sẽ là bất ngờ dành cho bên phía của Mousesport và tôi khi không có ai kê lại khu vực middle cả. M4 bắt đi được Frozen và thôi xong rồi. Có một người ở cống, cần phải đổi mạng nhanh hơn. Easter vừa bắn chết được rope rồi. Dưới cống là Wolsick. Liệu Wolsick có thể đổi mạng đấy không đây? Nhưng mà ngó lên là hơi chậm. Idol headshot được quýt dây. Và các thành viên của Mousesport đang dụng như sung ở khu vực middle. Còn một mình Carrigan mà thôi. 1 phút 25 giây và Mousesport mất đi đến 4 người. Không đổi được bất cứ một mạng nào cả. Và có vẻ như là số phận sẽ an bài trong mắt thời đầu tiên này mà thôi. Kerrigan đang bị kẹt lại ở TBA rồi. Hãy nhìn đi, xung quanh chỗ nào có địch. Giờ thì Kerrigan không phải chơi nửa sân nữa mà chỉ chơi có 1/4 cái sân này mà thôi. Lâu đã có chung góc kê quá đẹp rồi. Và chắc chắn Kerrigan sẽ không thể nào vượt qua được 15-12 và xấy xác luôn đến từ vị trí của Lâu. Tập này thì cũng không sợ nữa rồi. Xấy xác thoải mái. 3 cái match point cho các thành viên của bên phía team Movistar Rider. Và trong round thi đấu gần như là cuối đời này của Mousesport thì có thể nói rằng lượng bom là cực kỳ khéo. 2 quả flash và duy nhất 1 quả smoke trên người của Frozen. Lối đi nào dành cho các thành viên của bên phía team Mousesport đây? Sẽ là một cái bẫy răng ra từ Movistar khi tôi đã thấy vị trí Easter lên một khẩu rớt rồi. Liệu Easter có sử dụng cái khẩu rớt của mình hay không đây? Đây sẽ là một round thi đấu mà Movistar họ chủ động chiếm chuối luôn. Và Mousesport với chỉ mình Frozen cũng như lượng bom là quá yếu thì không thể nào control được khu vực banana này. Vậy là Movistar họ đã chiếm được chuối và để cho
Thì chiều Easter solo B. Các thành viên của bên phía team Mousesport bắt đầu di chuyển lên trên bom xe A rồi. Một quả flash được ném ra, chỉ còn lại duy nhất một quả flash trên người của Robes. Trong khi đó thì Alex đang bắn kẹp cùng với cả Lowo ở khu vực mid nối. Đang khá bất ngờ từ trong các thành viên của phía Mousesport. Bây giờ thì Alex Lowo có mạng của Quick J, Steel hạ cũng đi được World 6. Và có vẻ như số phận sẽ end bài với các thành viên của bên phía team Mousesport thôi. Rồi dừng chạy đi đâu đây, và đó là mạng dành cho vị trí của Bobot. GG well played thôi, Rob chắc chắn sẽ không thể làm được điều gì trong tình huống này. Quả với tỷ số là 16-12 dành cho các thành viên của bên phía team Moop. Vâng, và vậy là chúng ta đã vừa trải qua được map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Inferno được pick bởi các thành viên bên phía team Movistar Rider. Và rất bất ngờ họ cũng là người giành chiến thắng luôn, đối thủ là Mousesport chứ không phải là ai khác. Hai round thi đấu cuối Mousesport không giết được ai cả. Thật sự thì càng về cuối Mousesport bạn có thể nói rằng gần như là không thở được luôn. Movistar Rider cho Mousesport không thở được luôn. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ra ít phút trước khi đến với map thi đấu thứ hai.